Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay tôi xin trở lại câu chuyện của sư Thích Trân Quang một chút. Có những người trong những ngày qua nói rằng tôi lên tiếng khá mạnh mẽ về sư Thích Trân Quang và có lẽ là góc nhìn của tôi khá cực đoan. Chính vì như thế nên tôi mới thinh lặng vài ngày qua để xem thử như thế nào. Nhưng có một sự kiện ồn ào trên mạng xã hội và ồn ào trên báo chính thống của Việt Nam là về vấn đề bằng cấp 3 của Vương Tấn Việt là có thật hay không. Thì báo Người Lao Động đã có một bài viết về vấn đề này. Chuyện này làm cho những người Việt ở trong nước và ngoài nước cảm thấy rất là chấn động. Vậy thì tôi xin gửi bài báo này của báo Người Lao Động và tôi xin đọc nguyên văn và cũng như là những hình ảnh trên báo Người Lao Động nha. Báo Người Lao Động viết như sau. Những ngày qua mạng xã hội xôn xao về một bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của một người đàn ông. Thông tin trên tấm bằng này được cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989, có chữ ký của bà Vương Thị Tần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì xác định người này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều về một bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của một người đàn ông. Theo đó, bằng này được cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989. Bên dưới có chữ ký của bà Vương Thị Tần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Cư dân mạng đã so sánh bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của người này với bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của một cố diễn viên nổi tiếng. Đồng thời, mạng xã hội cũng đã chỉ ra những điểm bất thường của tấm bằng này. Và một số hình ảnh như thế này đây, đó là những chiếc bằng giả vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh tịch thu. Sau khi có dư luận trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh thể hiện người đàn ông này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa. Hiện mạng xã hội tiếp tục chia sẻ thông tin cũng như cho rằng các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm sớm công bố thông tin về vụ việc để người dân được biết. Trước đó, trả lời báo Người Lao Động, luật sư Lê Ngọc Luân, hãng luật Goldkey cho biết theo quy định pháp luật, nếu cá nhân có hành vi sử dụng bằng cấp 3 giả, thì người đó sẽ bị thu hồi bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ và do đó, bằng tiến sĩ của người này cũng sẽ bị thu hồi vì khi đó, người được cấp bằng không còn bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển. Bằng thạc sĩ, tiến sĩ sẽ bị thu hồi theo quy định tại điểm B, khoảng 5, điều 21, thông tư 18/2021/TT Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Ở đây là bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông Vương Tấn Việt, nhưng họ chỉ ra có những gì đó nó không có đúng, không? Họ khoanh tròn và có chữ ký của bà Vương Thị Tần là người mà ký cái bằng này. Nhưng trước đó lại thấy rằng anh là có ngày 21 tháng 4 năm 1975 của Bộ Giáo dục. À, thì đây là một hình thức giả mạo rồi. 21 tháng 4 1975 là thời Việt Nam Cộng Hòa, chấm hỏi. Còn 9 ngày nữa Việt Nam Cộng Hòa mới sập, nên thời đó vào
sổ phải là Bộ Văn hóa Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa và bằng là bằng tú tài mới đúng. Thì họ mới trưng dẫn là như thế này mới đúng, bằng tú tài. Đó là nguyên văn trên báo Người Lao Động. Và tôi rất băn khoăn có những vấn đề mà Sư Thích Chân Quang giảng. Hôm nay giảng đường này, ngày mai giảng đường khác. Những điều như vậy á, tôi không muốn là mình tường trình, mà hãy nghe trực tiếp những gì Sư Thích Chân Quang đã giảng. Hôm nay giảng một đường, ngày mai giảng một đường khác. Như thí dụ về giảng về việc mà thống nhất đất nước á, thì lúc đầu thì gọi đó là anh bộ đội, nhưng sau thì gọi là Việt Cộng, và cho rằng những người mà miền Nam thì có phúc vượt biên gì đó rồi. Xong rồi là những người ở lại tham lam thì từ từ như thế này thế nọ. Tôi xin gửi những thước phim đó và để quý khán thính giả tự đánh giá, chứ không phải là sự đánh giá của riêng tôi, để khỏi nói là tôi cực đoan. Hồi đó, Sư Phụ là người trong miền Nam, năm 16 tuổi thì giải phóng. Lần đầu tiên mình mới tiếp xúc với mấy chú bộ đội, thì kêu bằng chú, thì mấy ông lớn lớn rồi. Mình lúc đó là mới 16 tuổi, nhỏ, gặp hay kêu bằng chú bộ đội. Ngoài Bắc vô là nhiều, trong Nam cũng có mấy anh... mấy lực lượng du kích gì đó thì họ cũng tới nhà họ chơi, rồi các bộ đội họ cũng ghé nhà chơi, lần tiên mới tiếp xúc. Mà sư phụ thì từ nhỏ mình mê cái giọng miền Bắc và yêu quê hương miền Bắc một cách vô thức, cũng không biết tại sao. Cho nên gặp mấy ông bộ đội mừng lắm, cứ ngồi lân la hỏi chuyện, riết chuyện này chuyện kia. Thì hồi nhỏ thì không biết gì về chính trị quân sự gì nhiều, nên chỉ biết là mình nói là miền Bắc thắng miền Nam, vậy thôi, miền Bắc thắng miền Nam. Mà từ hồi bé sư phụ có cái may mắn là sư phụ tin nhân quả. Mà tin nhân quả qua mấy cái chuyện của Kim Dung, võ hiệp của Kim Dung. Nên mang ơn ông Kim Dung dữ lắm. Tại ông Kim Dung có viết chuyện võ hiệp, đánh chưởng kiếm pháp nội công đồ, mà là không có một nhân vật nào té xuống vực mà chết cả. Đặc biệt của cái ông Kim Dung, hễ té xuống vực là thế nào cũng gặp được bí kíp tu hành. Nói cái chuyện đó vậy. Nên là mê coi chuyện Kim Dung mà lúc đó còn bé nhỏ quá. Cái ông anh mình cũng đi, ông mượn về ông coi. Thì liếc nhìn ổng mà ổng để cái cuốn truyện xuống, ổng đi khỏi nhà cái là lập tức đọc cho nhanh, đọc cho hết. Tại lát sợ ổng coi xong đem trả. Cứ phải đọc cho nhanh, đọc hết chuyện này qua tới chuyện kia. Nhưng mà phát hiện ra một điều là ổng Kim Dung, ổng gài cái luật nhân quả vào trong từng nhân vật, từng lời nói. Nên lòng từ đó đã bắt đầu hiểu về nhân quả. Nó cũng là cái chủng duyên của mình, nhưng mà cũng là được sự gợi ý rất lớn của tác giả Kim Dung. Nên từ nhỏ là sư phụ nhìn gì cũng nhìn nhân quả. Cái gì cũng nhìn nhân quả. Thì khi thấy miền Bắc thắng miền Nam thì nói vậy, miền Bắc có phước hơn miền Nam. Lúc mình chả hiểu chính trị, chả hiểu là chính nghĩa, phi nghĩa gì đâu, không biết đâu, hồi nhỏ đó không rành lắm. Nhưng mà khi mà thấy giải phóng miền Nam xong thì nói, ủa vậy là mấy miền Bắc cũng có phước hơn mấy miền Nam. Chỉ hiểu như vậy thôi. Thì đến khi mà tiếp xúc với các chú bộ đội, lần lần lớn lên chút, bắt đầu đi học thì học về chính trị, Mác Lênin, thì mới thấy cái điều thế này, là tinh thần của chủ nghĩa Mác Lênin lấy động cơ là phục vụ lợi ích của tập thể, đúng không ạ? Đúng không ạ? Lúc nào cũng vì tập thể, vì cộng đồng, thì mới nói là cái phước của mấy ông nằm đây. Con người sống trong xã hội này không được sống cho riêng mình, không được sống ích kỷ, ta phải sống vì người khác. Và đó là cái nhân lành, cái phước như vậy. Nên nếu ngày nào đó mà ta bị nhiễm cái tà kiến, ta chỉ sống cho mình là ta đã tan vỡ rồi. Ta cắt tương tác rồi, đừng tưởng không báo ứng. Mà chính cái cắt tương tác đó lại là một cái nghiệp rất là xấu. Cho nên là sư phụ hiểu về chính trị theo cái kiểu của mình đó, là hiểu kiểu nhân quả. Đúng là khi con người biết vì tập thể, vì cộng đồng thì người ta có phước. Nên cái nhân quả là như vậy. Tôi không nói nữa. Nói nữa bắt đầu không phải chuyên nghiệp, nó sai.
Hồi cái này hồi Lê Thầy còn nhỏ, lúc đó là đất nước bắt đầu giải phóng. Giải phóng năm đó thì 16 tuổi thì bắt đầu là giải phóng miền Nam, bắt đầu thống nhất. Rồi lần đầu tiên thì mới tiếp xúc với mấy anh Việt Cộng. Rồi là mình kêu bộ đội đó. Hồi đó trong miền Nam thì cứ kêu là Việt Cộng. Thì khi mà lúc mà chưa giải phóng á, mà nghe mà nói rằng mấy ông Việt Cộng thì mình tưởng tượng là những con người mà nó giống như không phải người. Họ đói, họ khổ, họ ghê lắm. Khi đó vậy rồi còn thì gặp lại những cái người mà thuộc lại chế độ cũ á, thì thấy cũng có một cái số người mặt họ cũng sáng, thì mấy người đi vượt biên đâu mất à. Còn số người thì thầy thấy hưởng thụ nhiều quá, cái họ hết phước rồi. Lúc hồi đó thì nhỏ nhưng mà thầy cũng nhận ra những điều đó. Và đúng là họ tàn dần, cuộc đời họ chìm trong quên lãng luôn. Đó là thước phim về vấn đề người lính bộ đội khi mà thống nhất đất nước, rồi liên quan đến những vấn đề khác như là phước đức của vấn đề ngồi ở trong máy lạnh thì như thế nào. Khi mà sư Thích Chân Quang cho rằng là có máy lạnh thì giúp cho mình tu rất là tốt và có thể trở thành là một vị A-la-hán nhờ sự trợ giúp của không khí điều hòa. Nhưng ở những nơi khác thì lại có những bài thuyết giảng thật là kinh khủng về những người sử dụng máy lạnh. Hôm nay thuyết giảng một đường, ngày mai thuyết giảng đường khác. Và đây là thuyết giảng về máy lạnh. Sư phụ chủ trương huyện cất cái thiền đường thì phải lắp máy lạnh hết á, lắp lạnh để cho tới mùa nóng mà ngồi thiền á được dễ chịu. Nên chúng ta lên kế hoạch lắp lại hết mấy cái máy lạnh cho sư phụ tầng dưới và tầng trên này nha, để ngồi thiền dễ chịu một chút. Tại sao mà ngồi thiền không chịu cực mà phải lắp máy lạnh? Vì hồi xưa có một vị tỳ kheo về thời Đức Phật vậy. Ngài tu cũng không có kết quả gì. Hôm đó Ngài đi đâu xa thì cũng trời cũng nóng nực dữ lắm. Nóng nực cái Ngài mới ghé vào một cái đồi núi có cây đó. Đêm đó Ngài nghỉ lại ở trên rừng chứ không có nghỉ lại ở cái bên cái thôn bên đường, mà nghỉ rừng. Thì có cái hang, Ngài tìm thấy cái hang, cái Ngài vào đó Ngài nghỉ đêm. Thì đêm đó Ngài cũng ngồi thiền, bỗng nhiên trời trở mưa, bỗng nhiên bên ngoài trời nổi gió lên nổi mưa, cái khí hậu mát mẻ. Nhờ khí hậu mát mẻ đó Ngài nhập định, Ngài chứng A-la-hán trong đêm đó luôn. Có câu chuyện đó. Sau khi đọc câu chuyện đó rồi thì sư phụ mới thấy rằng cái khí hậu mát mẻ nó cũng trợ duyên cho người tu dữ lắm chứ không phải là không. Nên vì vậy là cái hướng của chúng ta sắp tới là những cái thiền đường thế này phải lắp máy lạnh hết. Được, nghiên cứu lắp máy lạnh nha. Còn tiền điện thì anh Vinh trả nha. Như vậy cho còn sư phụ có tiền trả. Mặt méo xẹo kìa, nghe nói anh Vinh đã tiền điện cái mặt méo kìa. Thấy chưa? Chứ còn nếu cứ lúc nào cũng thích theo ý mình để mình được mát, được lạnh như thế, coi vậy chứ sẽ có cái quả báo của nó. Sau khi ngộ ra cái điều đó thì mới thấy thế này, có những cái công sở, những cơ quan, những cái công ty, những cái văn phòng, người ta lắp máy lạnh thường xuyên, hết ngày này đến ngày kia, đúng không ạ? Thường là như vậy. Cái công sở là bên ngoài trời có thể nóng, có thể lạnh gì đó, nhưng mà cái văn phòng đó thì cái nhiệt độ lúc nào cũng ổn định quanh năm suốt tháng. Thì thầy nói không ngờ những con người đó đã gieo cho mình một cái nhân xấu mà không hay. Nên cái người mà cứ quanh năm ở trong văn phòng sang trọng, có máy lạnh điều hòa quanh năm, coi vậy chứ lại là một cái nhân không có tốt. Vì sao vậy? Bởi vì ta sống không hòa hợp với thiên nhiên, ta sống không hòa hợp với cộng đồng, và ta được hưởng ưu tiên so với mọi người quá đáng. Nhớ, ta được hưởng ưu tiên so với mọi người quá đáng, bỗng trở thành một cái tội. Đây là điều ta không ngờ đó, không ngờ. Mà mọi người thì cứ theo cái quy định, cứ bật máy lạnh lên, mà tôi làm việc văn phòng thì tôi cứ sống sung sướng bao nhiêu năm. Bên ngoài người ta cứ đi giăng nắng giằng dầm mưa, cày sâu cứu bẩm gì mặt,
Còn tôi được ưu tiên thì tôi cứ hưởng cái ưu tiên do cái phước mình có. Đâu có ngờ rằng là trong cái luật nhân quả, ai cứ cố gắng hưởng, tận hưởng cái phước của mình thì đó là một điều tội. Nhớ như vậy. Nói tôi có phước, tôi được quyền hưởng phước. Nói thưa không, nếu ta có phước mà ta cứ tận hưởng cái phước của mình thì ngay lập tức đó là ác, đó là tội. Ví dụ như thầy nói sống thuận theo đất trời là gì? Ví dụ như có những lúc thời gian gần đây trời thời tiết rất là nóng, rồi có những người thích buôn phòng mới lạnh thiệt mát sống, ngược lại với cái nóng bên ngoài, thầy vẫn nói người này hơi ác. Vì sao? Vì không thuận theo được đất trời. Trời nóng mình cứ theo cái nóng mà sống, trời lạnh mình cứ theo cái lạnh mà chịu. Chỉ có cái nó quá sức của mình, quá sức khỏe thì đúng là mình hơi điều chỉnh. Ví dụ như mình cũng vào cái phòng máy lạnh, nhưng mà đừng bật mát quá, nhiệt độ cũng cao, nó xê lịch bên ngoài chút xíu thôi, vừa sức chịu đựng thôi. Chứ không phải là ngoài ai cũng nóng, một mình trong phòng mình thiệt mát, thiệt lạnh, đó vẫn là một cái ác. Rồi đến khi trời lạnh, cái mình tắm nước thiệt nóng vậy nọ, vẫn là một cái ác. Trời lạnh rồi mình tắm nước lạnh tắm không nổi vì sợ bệnh đi, nhưng mà pha nước vừa vừa thôi, chứ đừng để mà pha nước nó nóng quá, cũng là đi ngược lại với đất trời, mà cũng ngoảnh mặt quay lưng với mọi người bên ngoài. Đó là gọi là sống thuận theo trời đất thì cũng vậy. Rồi sao nữa? Thuyết giảng về thợ hồ như thế. Như vậy trước kia là một chiến sĩ thì kiếp này phải làm thợ hồ. Lạ nhỉ? Như vậy một hình thức nào đó coi những cái việc chiến đấu của những người mà bảo vệ cho tổ quốc là phải bị thiệt thòi và phải trở thành một thợ hồ để xây cất lại à? Đây là clip về thợ hồ. Vậy cái người thợ hồ thì sao? Sao làm nghề thợ hồ? Vì ngày xưa phá nhà người ta. Sư phụ nói cái này, những người thợ hồ để ý giùm sư phụ nha. Kiếp xưa khi đi trong chiến tranh, thấy nhà người ta ra lệnh đốt mất cả. Lúc cần để giết giặc thì coi cái nhà người ta không quan trọng, đốt phá mất đi, quan trọng là giết được cái thằng giặc nằm trong nhà đó. Nhưng mà một cái nhà dễ xây không? Như mình thấy mình làm nhà ni đó, khổ dễ sợ chứ, bao nhiêu chuyện mới có một căn nhà để ở đâu phải dễ. Nhưng mà đốt nó rẹt xong liền, hay là bắn viên cái bùm vô nổ xong cái nhà người ta liền. Nhưng mà để xem cái nhà không hề dễ. Nhưng mà nếu ta là người, nghĩa là mình không phải là ác do cái việc cần, thì thường những người đó hay chuyển thân trở lại làm nghề thợ xây. Bản thân mình không có nhà ở, đi xây hết cái nhà này, xây tới cái nhà kia, xây tới cái nhà nọ, mình thì cứ đi ở thuê. Đến chi vậy? Vì lỡ phá nhà người ta, dù có mục tiêu chính đáng. Còn người mà phá nhà người ta mà ác thì chết đọa súc sinh liền, không nhà không cửa, trôi đi lang thang, đi chỗ này bị con kia cắn, đi chỗ kia bị con kia xé, không nhà không cửa, khổ sở. Còn mình được làm thân người, rồi còn có cái nghề để sống, là vì trong cái lúc phá nhà người ta, tâm mình không phải ác vì lý do gì đó vậy thôi. Nên ở đây nó không phải là một cái lộc do là mình làm phước, mà đây là một sự đền trả ở kiếp trước. Khi mình chết xuống thì Diêm Vương nó nói cái tâm nó không có xấu, nhưng mà lúc đó nó phá nhà, phá nhiều nhà quá, bây giờ phải cả một kiếp sau hay hai ba kiếp sau cho năm kiếp sau nó cứ phải làm chi, phải đi làm thợ hồ, và kiếp cuối cùng lên chùa Phật Quang làm thợ xây. Rồi sau đó hết nghiệp sướng luôn, là sung sướng giàu sang luôn. Đó là clip về thợ hồ. Và còn nhiều clip khác tấn công vào việc mà chiến đấu bảo vệ quốc phòng. Tôi lấy làm rất là hoang mang. Nhưng tôi nếu bình luận thì có một số người lại nói tôi cực đoan, thì tôi lại gửi những clip như thế này đây. Như có một cái câu chuyện mà dĩ nhiên là sư phụ không có nói tên, có thể là người đó cũng đang ngồi đây. Người cái chuyện mà Facebook nó có kể đó. Một người Phật tử rất là tinh tấn, rất là chí thành. Mỗi khi ngồi thiền thì cái khớp háng đau kinh khủng chịu nổi. Bao nhiêu năm cứ chịu đựng.
Đến một ngày đó, đêm đó mà khi bắt chân lên ngồi thì đau khóc thét lên, chịu không nổi. Bỏ chân ra khóc. Đêm đó ngồi thiền thấy lại cái cảnh ngày xưa. Mình bẻ chân người ta gãy ngang cái khớp háng. Và một thời xa xưa thì mình lại là đàn ông, làm người lính trong hai phe đánh nhau, bắt được một tên giặc. Giận quá không biết nữa, kêu mấy người căng chân nó ra, mình lên mình đánh gãy cái chân nó luôn ngay chỗ đúng khớp háng. Mà cái đó không biết trả bao nhiêu kiếp. Thì bây giờ tới kiếp này biết ngồi thiền, cứ bắt chân lên ngồi thiền là nó đau. Đau đúng cái chỗ đó mà đâu có ai đau kỳ khôi vậy. Nhưng mà chính nhờ ngồi thiền, cứ mỗi lần ngồi thiền là đau, mà cái nghiệp nó trả dần bao nhiêu năm, đang hết dần. Chứ nếu không ngồi thiền mà không đau, chắc chắn sẽ có ngày đi đường xe tông mình gãy đúng khớp háng trở lại. Lúc đó sẽ khủng khiếp vô cùng. Nhưng may có biết Phật Pháp, có biết ngồi thiền, hướng tâm về giác ngộ, cho nên quả báo nó chuyển đi, nó trả một cách khác. Cứ phát cơn đau lên lúc ngồi thiền, còn bình thường đi đứng vẫn sao, vẫn bình thường, vẫn đẹp đẽ, không ai biết gì cả. Đó, trong vô lượng kiếp ta vậy, vì si mê, vì hận thù, vì tức giận, vì tham lam, vì ích kỷ, vì đố kỵ, vô tình ta làm biết bao nhiêu điều lỗi. Thì bây giờ ta có cái nhớ, có cái quên. Bên dòng họ phía nội của con có nhiều người chết trẻ, không vì bệnh tật thì cũng vì tai nạn mà chết. Xin sư phụ chỉ dạy cho con biết nhân gì. Cái này cái ông tổ ngày xưa sát sanh nhiều quá. Cái ông tổ của dòng họ có thể là lúc cũng đi trong chinh chiến đó, cái lòng hiếu sát quá, cứ muốn giết, muốn giết, muốn giết. Rồi bây giờ là nguyên cái dòng họ sinh trở lại, rồi cũng có yêu nước đó, nên cũng có con, có cháu, nhưng mà cứ bị cái nghiệp cũng rớt lại là cứ chết trẻ. Nên phải giải nghiệp này dữ lắm, bằng cách phóng sinh dữ lắm. Phóng sinh đắp đường, bắt cầu, cầu siêu cho cả cái dòng họ, giải nghiệp cho cả cái dòng họ như vậy. Trả lại. Có nhiều khi lúc trước ta đánh trên chiến trường, ta trói hai con người lại với nhau lại để cho nó đừng có chạy. Kiếp nào đó ta sinh lại, ta đầu thai, ta bị làm song sinh hai anh em dính nhau. Đó vậy, vậy tất cả đều nghiệp như vậy nha. Không biết được. Đó là những clip mà Sư Thích Chân Quang giảng, và tôi thấy rằng là tấn công vào quốc phòng của Việt Nam. Nhưng đặc biệt tôi lại thấy có một clip khi nói về những vị tiền nhân anh dũng chiến đấu chống lại quân Pháp, thì cho rằng những sự chiến đấu đó là công giả tràng, chả đi về đâu hết, thì còn gì là lịch sử dân tộc Việt Nam nữa. Đây là đoạn nói về việc chiến đấu của các tiền nhân của chúng ta mà lịch sử rất trân trọng. Nên đây là một điều tôi cho rằng là không có đàng hoàng với các tiền nhân mà lịch sử đã trân trọng, đang trân trọng và sẽ trân trọng. Y như trước đây Sư Thích Chân Quang nói về việc mà Ngài Lý Thường Kiệt phải chiến đấu chống lại Trung Quốc, phải qua tận bên Trung Quốc để diệt cái ổ hậu cần của Trung Quốc, thì cho rằng đó là hành động hơi hỗn với Trung Quốc, vì Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Nên bài thuyết giảng của Sư Thích Chân Quang về vấn đề như vậy, nó không có đúng với lịch sử. Nó không bảo vệ được sự tôn nghiêm của lịch sử Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên phận tại Thiên Thư, Nhĩ Hà nghịch lại lai xâm phạm. Thì đó là Ngài Lý Thường Kiệt. Thế mà có những câu nói rất là làm cho lòng người xôn xao vô cùng. Và bây giờ lại có những câu nói về các vị tiền nhân của chúng ta chống quân Pháp như thế nào. Trước đó nhiều người cũng muốn làm mà làm không nổi, tại Pháp giỏi quá. Nói là Pháp nó cai trị mình rồi đánh không nổi. Vì sao vậy? Nó giỏi quá. Súng ống nó giỏi nè, quản lý nó giỏi nè, tình báo nó giỏi nè, kinh tế nó giỏi nè, giáo dục nó giỏi nè, kỹ thuật nó giỏi. Mình đụng đâu thua đó, đụng đâu thua đó. Và nó có một hệ thống gì? Hệ thống những người dân trung thành với Pháp. Chết như vậy, dân Việt Nam mà lại đi trung thành với Pháp. Nên những người nghĩa quân kháng chiến đứng lên đánh là bị Pháp dẹp tan trong vài ngày. Bao nhiêu anh hùng mà ta thờ, bao nhiêu anh hùng mà ta để lại tên trên những con đường, chỉ là những hoài niệm
của sự thất bại. Đó là những clip mà tôi xin gửi đến quý khán giả do chính sư Thích Chân Quang thuyết giảng. Khi ta chết, mọi chuyện chấm dứt, không còn gì nữa. Bác Hồ là người đầu tiên tuyên bố về tâm linh học. Bác viết trong di chúc, tôi viết những dòng di chúc này phòng khi tôi đi gặp các cụ Marx và Lenin. Như vậy bác nói bác chết rồi bác có hết không? Cho nên cái việc mà nói rằng chết không hết, thì người đầu tiên mà dám tuyên bố cái tiên đề này một cách mạnh mẽ công khai trên văn bản là Uncle Hồ Chí Minh. Chính Bác Hồ đã tuyên bố cái điều đó, cái tiên đề đầu tiên về tâm linh học. Nếu ta khai thác cái câu nói của Bác Hồ, ta mở ra một khoa học đi trước thế giới. Thế giới chưa hề có cái nền tảng của tâm linh học, mà họ lay hoay họ biết. Tất cả các tình báo trên thế giới đều biết rằng thực sự có cõi âm, thực sự có ma, thực sự có bùa, thực sự có vong linh, họ biết hết á. Nhưng mà họ đang tìm cách để ứng dụng, lợi dụng, khai thác đi vào trong cái tình báo của họ. Nghĩa là khi cần triệt đối phương, họ đánh bùa đối phương luôn, không có nghi ngờ, không có nói là chuyện mê tín gì hết. Họ sử dụng bùa, nghĩa là muốn giết đối phương, không bắn được, không đánh thuốc độc được thì đánh bùa. Miễn làm sao cho đối phương tiêu thì thôi, tức họ khai thác tâm linh. Nhưng mà họ không có một cái môn tâm linh học đàng hoàng. Bác Hồ đã đặt cái nền tảng rồi mà ta không khai thác được, rất là uổng. Cái căn bản đầu tiên của tâm linh học là chết không phải là hết, hiểu cái đó cái đã. Vậy ở đây chúng ta theo Bác Hồ hay là ta không theo? Do we follow Uncle Hồ Chí Minh? Chúng ta có theo Bác Hồ hay không? Nếu theo Bác Hồ thì ta phải chấp nhận. Tôi viết dòng di chúc này để phòng ngày kia tôi đi gặp các cụ Marx và Lenin. Rõ ràng Bác Hồ có chết đâu. Bác còn đi gặp cụ Marx Lenin đang nói chuyện gì trên kia. Đó là cái tiên đề. Vậy nếu ta chết rồi ta không hết thì ta là cái gì? Nghĩa là ta vẫn tồn tại với một dạng khác, không phải là cái thân vật lý này, không phải là cái thân vật chất này. We exist, we will exist in another kind, another forms, not this material body, không phải là cái thân vật lý vật chất này. Not this physical body, chúng ta tồn tại với một dạng khác. Và nơi cái dạng khác đó chúng ta gọi là gì? We call it soul, linh hồn. Nhưng mà nếu chúng ta là người ở đẳng cấp cao thì linh hồn nó được gọi là gì? Angel, thiên thần. Nếu chúng ta ở đẳng cấp thấp, ta gọi là gì? Ghost, ma. Còn nếu chúng ta phạm tội quá nặng thì chúng ta là gì? Prisoners in the hell, tù nhân ở dưới địa ngục. Nha. À, còn nếu mình quá ngu si, ngang bướng, quá sức đi thì chúng ta làm gì? Chúng ta reborn into the animal world. Chúng ta tái sinh lại vào thế giới của vật, của súc sinh. Là vậy, chúng ta có nhiều con đường để đi sau khi chúng ta chết. Nếu chúng ta là người biết đến chùa Viên Quang để ngồi thiền nghe pháp đều đặn hàng tháng, thì sau khi chết chúng ta cũng không hết mà tồn tại dưới một dạng linh hồn gọi là angel, thiên thần, ở đẳng cấp cao. Còn nếu chúng ta không biết đến chùa để... À, và vì thế cái người nào mà có niềm tin với thần thánh thì dễ là người hướng thiện. Ta dùng chữ dễ chứ không có tuyệt đối nha. Dễ là người hướng thiện vì sợ thần thánh ở trên thưởng phạt. À, nhưng ta mà coi mấy cái phim mà của Nam Mỹ thà ta mới phát hiện là những tay trùm xã hội đen đều là những tay cực kỳ tín ngưỡng. Vô tới trong nhà đều có thờ tượng Chúa ở trong á. Nhưng mà sau đó sau khi khấn cầu nguyện xong đi ra, rút súng đi ra bắn ta chết hết. Mà giống như cái tay trùm xã hội đen, phim mới dựng lên nhưng không phải là không có thật.
những cái đó đều là những cái có thật ở một số vùng, cũng mà không phải tận tới Nam Mỹ đâu, cũng gần ở Việt Nam đều có cả, chứ không phải không. Những người lợi dụng thần thánh để phục vụ cho những ý đồ đen tối của mình, càng cầu nguyện chừng nào thì càng giết người bừa bãi chừng nấy, cũng có những trường hợp như vậy. Bởi vì họ hiểu thần thánh theo cái kiểu gì đó, vậy kiểu kiểu của họ. Tôi không có bình luận thêm, vì bình luận thêm thì cho rằng tôi cực đoan, nhưng tôi tin vào sự nhận định của khán thính giả, và tôi để cho khán thính giả nhận định. Thì như thế đó, tôi bớt đi tiếng ông lời ve rằng Hoàng Duy Hùng rất cực đoan trong vấn đề của sư Thích Chân Quang. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Chân thành cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.